Theo dòng sự kiện về những ồn ào xoay quanh MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra của Jack chiều 4 tháng 9, danh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường tiếp tục chia sẻ ảnh chụp màn hình bài viết của một người bạn đi chung đoàn gặp gỡ Messi hôm ấy để khán giả có cái nhìn toàn diện hơn về câu chuyện này. Danh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường viết ngắn gọn như sau: bài viết của người em người đã luôn đồng hành cùng tôi trong các chuyến đi gặp các cầu thủ thế giới. Có thể thấy, cả anh và người bạn của mình đều có mặt trong buổi gặp gỡ của danh thủ thế giới Lionel Messi với Jack. Trong bài viết tiết lộ, Jack và phía các danh nhân đã thỏa thuận với nhau từ đầu chỉ sử dụng các hình ảnh, video của buổi gặp gỡ Messi với mục đích đăng tải Facebook lưu kỷ niệm. Người này cũng chỉ ra việc Jack đưa các hình ảnh, video với Messi vào MV là hoàn toàn chưa xin phép. Bài viết nhấn mạnh Messi khi ấy hoàn toàn không biết Jack là ai. Người này cũng yêu cầu Jack phải lên tiếng đính chính, xóa MV hoặc xóa những cảnh có Messi. Toàn văn bài viết như sau: em trai, anh em mình đã thỏa thuận với nhau từ đầu về những hình ảnh và video là để giữ kỷ niệm. Có thể post Facebook không sao, nhưng em rất thiếu tôn trọng khi không hỏi ý kiến bọn anh mà đã tùy tiện làm một cái MV và gọi báo chí. Em đã không lên tiếng khi xuất hiện những bài báo lá cải em chi 60 tỷ mời Messi đóng MV nên anh sẽ phải lên tiếng. Tất cả đều làm việc cùng anh Phạm Ngọc Quốc Cường. Người ta không hề biết em là ai nên không có chuyện Messi đồng ý đóng MV cùng em. Anh muốn mọi chuyện kết thúc tại đây bằng cách hoặc là em xóa MV hoặc là xóa cảnh có Messi, đồng thời lên tiếng đính chính sự thật với báo chí. Và em trai nên nhớ em đã rất may mắn vì được ôm và gặp Messi ở một nơi private, riêng tư, chứ không phải sân bóng đá và chụp ảnh selfie. Trước đó vào chiều 31 tháng 8, tại buổi họp báo ra mắt MV, phía truyền thông cũng đã đặt vấn đề về việc Jack đã xin phép ra sao để đưa hình ảnh Messi vào MV. Messi là một trong những cầu thủ có giá trị thương mại lớn nhất thế giới hiện tại. Thế nên việc sử dụng hình ảnh của nam danh thủ đưa vào sản phẩm MV, cho dù đó là sản phẩm phi lợi nhuận, cũng phải trải qua các quy trình chặt chẽ, chuyên nghiệp. Jack chia sẻ tại buổi họp báo cho biết để đưa hình ảnh của Messi vào MV, người đại diện của Messi nói chỉ cần không nhắc đến các vấn đề quốc gia và chính trị. MV cũng không có tính thương mại, không bật kiếm tiền, không có nhãn hàng tài trợ. Tuy nhiên tới nay, phía các doanh nhân đi cùng Jack đang chia sẻ một câu chuyện hoàn toàn khác. Liên hệ với ekip Jack, hiện phía ekip chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Cập nhật mới nhất đến chiều 4 tháng 9. Danh nhân Quốc Cường tiếp tục lên tiếng về ồn ào xoay quanh MV Jack. Tôi đã quá tốt nhưng nhầm người với một người trí trá, ngoan cố nên giờ trách nhiệm của tôi là làm sạch và rõ ràng để cho mọi người sẽ hiểu rõ và không có chuyện suy đoán hay mập mờ gì trên mạng nữa. Đầu tiên chắc giờ ai cũng biết là mình kết nối được với các anh em bạn bè, cầu thủ bóng đá thế giới để thỏa mãn các đam mê, và sau đó mình cũng giới thiệu và giúp các anh em bạn bè cùng chung đam mê với mình để gặp các danh thủ bóng đá thế giới như anh em M, gặp Do Béo, em Phúc Do Kim gặp Ronaldo, rồi như trong câu chuyện này là Jack gặp Messi.